chương trình khi mà ông nhận được tin là thầy mời ông đến chương trình này? Là tôi rất là vui vẻ và mừng là hôm nay được đến chương trình này. Tôi thấy là coi như là hoành tráng đó, mỗi năm ở đây tổ chức như vậy là quá lớn rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là Nguyễn Trường Vân, người mù ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đoàn chúng tôi đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp thì những ngày đầu chỉ có vài trăm người ra, mà nay cả đã dài mấy năm nay là phải nói là người mù đến ở đây rồi quá đông. Mà từ cái ngày mà được đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp này, được thầy Nhuận Đức giảng đạo pháp, rồi người mù chúng tôi phải nói đi nghe, rồi phải nói là về tâm thần chúng tôi rất là thoải mái. Tuy là tụi tôi bị tàn tật nhưng mà như về cái khi không thấy, nhưng mà tâm của chúng tôi rất là sáng, hiểu đâu là đạo pháp. Chúng tôi về ngày đêm khi niệm Phật mà thấy cuộc sống từ đó thấy nó thoải mái và nó vui vẻ và nó phấn chấn, nhưng và không còn có mặc cảm gì với người đời ở ngoài nữa. Chúng tôi rất là tự tin khi đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp được thầy giảng pháp nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ trước là con ở nhà là có nghe một cái bà già mà có đưa cái thẻ của thầy đó, nhưng mà không biết sao mà gặp thầy được. Nhưng mà cũng nghe thì nghe cái thẻ đó một số ít thôi, nhưng mà có cái lúc sau là đi ra thầy là hình như là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019. Tới nay là nghe thầy giảng là con cũng được vui vẻ và cởi mở tâm tư, được niệm Phật tinh tấn rất là nhiều. Dạ, em nghe thầy giảng được mấy lần em thấy an lạc rất là vui, em về chùa rất là vui, được thầy hỗ trợ tiền xe em đến đây được nhiều lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, xin kính chào tất cả quý Phật tử gần xa trên toàn thế giới và tại đất nước Việt Nam. Hôm nay chúng con đầy đủ nhân duyên và phước đức nương vào hồng ân của Tam Bảo cùng với Đại lão Hòa thượng Viện chủ Thích Quảng Hiển và thầy Thích Nhật Đức cùng toàn thể sư tăng ni, toàn thể đại chúng của chùa Hộ Pháp chúng con, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và chúng con đại diện cho ban nhà bếp. Chúng con đã thức dậy từ 2 giờ sáng là một việc rất là ý nghĩa và nhân văn, được toàn xã hội ủng hộ và tôn vinh. Đó là tổ chức chương trình khiếm thị dành cho người khuyết tật và khiếm thị trên toàn mọi miền tổ quốc về với chùa Hộ Pháp chúng con. Chúng con thì đại diện cho ban nhà bếp nấu những món ăn, phụ giúp thầy làm chương trình để cho chương trình được tròn thành, viên mãn. Chúng con rất là vui và hoan hỷ khi được phục vụ và làm những việc có ý nghĩa và mang tính nhân văn. Chính vì vậy mà chúng con không có biết mệt mỏi gì hết. Thức dậy từ 2 giờ sáng phục vụ, làm những công việc công quả, rất là nhiều ban bệ. Đây là chúng con đang ở ban nhà bếp nấu những món ăn để kính gửi tới tất cả các quý Phật tử về đây, mang cái tấm lòng từ bi, từ thiện để giúp đỡ, phụ trợ những người khiếm thị và khuyết tật trong cái chương trình này. Vậy kính mong quý Phật tử hãy phát tâm từ bi rộng lớn cùng với thầy Nhật Đức và ngôi chùa của chúng con tổ chức những chương trình có ý nghĩa hơn nữa, và tiếp nối tâm từ bi và hạnh nguyện của thầy Nhật Đức chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Chấn Ni Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin kết duyên cùng với tất cả các Phật tử gần xa trên toàn thế giới và đất nước Việt Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tại Tổ Đình Hộ Pháp, chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị, số lượng chắc hơn 5.000 người. Hôm nay những đức có công đoạn học tập cùng với đại chúng. Con người phải thương con người, đó là đúng quy luật trời đất. A Di Đà Phật. Nên quý vị ơi, chúng ta giữa con người đến với con người với nhau, bản thân mình sinh ra đời lục căn được đầy đủ. Còn có những người trong cuộc đời này, người ta sinh ra đời có những người ta thiếu cặp mắt, hoặc là thiếu cái tai, hay là đôi tai, hoặc cái chân, hay là đôi chân, hoặc là người ta tật nguyền gì cái khoảng nào đó. Chúng ta nên có một cái tâm thương yêu nhau quý vị à. Vì con người mà thương con người á thì đúng vào cái quy luật trời đất luôn. Nếu con người mà đều thương con người, không có cái tâm mạnh hiếp yếu,
đều sống với nhau trong một cái thế giới đại đồng hòa hợp, thì những đức tin chắc 100% cái kiếp nạn nhân sinh này quá dễ hết, chắc chắn quý vị luôn. Nên những đức mong những người khiếm thị đi về chùa mình, những đức thường khuyên cứ niệm Phật, cố gắng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ siêng niệm Phật đi, cứ siêng năng niệm Phật. Chính cuộc đời những đức là nhờ niệm Phật này mà thay đổi cuộc đời nè. Nếu như bạn gieo nhân bố thí thì bạn giàu sang, nếu như bạn gieo nhân thí pháp thì thông minh trí tuệ, nếu bạn gieo nhân phóng sanh ăn chay thì sức khỏe tuổi thọ kéo dài, đúng không? Mong rằng tất cả những người đi đến đây nhìn những người khiếm thị và những người coi qua chương trình này, ai gặp người khiếm thị khiếm tật cũng nên thương. Bản thân chúng ta có điều kiện nên chia sẻ nhau mà sống. Gặp người tật nguyền què quặt hay người ta bị khiếm thị, người ta đi xin ăn, người ta đi bán vé số, mình tặng được mình tặng cho người ta đi, mình niệm thêm câu Phật hiệu nghe không? Chứ mình đừng có bao giờ mà mình đi khinh chê người ta. Người khiếm thị mình đừng có bao giờ lỡ gần người ta, mình chê người ta hôi hám, mình chê người ta tật nguyền. Mình mà có cái tâm đó mình tội lỗi lắm đó quý vị ơi. Nếu mình nằm vào vai trò người ta mình sẽ khổ làm sao? Mình đặt mình vào người ta đi rồi mình sẽ thấy mình thương người ta. Nhưng mà mình đi đến đây như là quán trọ quý vị ơi, tại sao mà chúng ta không làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời? Nên mỗi một con người nên nhận thức để mà mình sống trong cuộc đời này một ngày ý nghĩa một ngày. Đặc biệt nhất một ngày niệm Phật một ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di. Tôi rất là vui vẻ và mừng là hôm nay được đến chương trình này. Tôi thấy là coi như là hoành tráng đó, mỗi năm ở đây tổ chức như vậy là quá lớn rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn các thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi là Nguyễn Trường Vân, người mù ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đoàn chúng tôi đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp thì những ngày đầu chỉ có vài trăm người ra, mà nay cả đã dài mấy năm nay là phải nói là người mù đến ở đây rồi quá đông. Mà từ cái ngày mà được đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp này, được thầy Nhuận Đức giảng đạo pháp, rồi người mù chúng tôi phải nói đi nghe, rồi phải nói là về tâm thần chúng tôi rất là thoải mái. Tuy là tụi tôi bị tàn tật nhưng mà như về cái khi không thấy, nhưng mà tâm của chúng tôi rất là sáng, hiểu đâu là đạo pháp. Chúng tôi về ngày đêm khi niệm Phật mà thấy cuộc sống từ đó thấy nó thoải mái và nó vui vẻ và nó phấn chấn, nhưng và không còn có mặc cảm gì với người đời ở ngoài nữa. Chúng tôi rất là tự tin khi đến chùa Tổ Đình Hộ Pháp được thầy giảng pháp nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ trước là con ở nhà là có nghe một cái bà già mà có đưa cái thẻ của thầy đó, nhưng mà không biết sao mà gặp thầy được. Nhưng mà cũng nghe thì nghe cái thẻ đó một số ít thôi, nhưng mà có cái lúc sau là đi ra thầy là hình như là ngày mùng 10
mùng 10 tháng 10 năm 2019. Tới nay là nghe thầy giảng là con cũng được vui vẻ và cởi mở tâm tư, được niệm Phật tinh tấn rất là nhiều. Dạ em nghe thầy giảng được mấy lần em thấy an lạc rất là vui, em về chùa rất là vui, được thầy hỗ trợ tiền xe em đến đây được nhiều lần. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Được sự cho phép của Hòa Thượng Quảng Hiển và thầy Nhuận Đức đã tổ chức chương trình khóa tu cho người khiếm thị được về chùa để mà nghe pháp, niệm Phật và được nhận tiền. Rất là nhiều người khiếm thị khắp nơi về đây, họ rất là hoan hỷ, vui vẻ bởi vì thầy Nhuận Đức đã trả tất cả tiền xe cho họ và họ đến đây nhận rất là được nhiều tiền. Hoan hỷ, ai cũng là vui vẻ. Bản thân chúng con là người trực tiếp tham gia, con dẫn đoàn người khiếm thị từ Tây Ninh về chùa rất là hoan hỷ, không thể nào tả hết cái sự vui mừng của chúng con. Nhờ cái chương trình này mà chúng con đã phát tâm từ bi, xả bỏ sang tham, và mong rằng ở chương trình này là một chương trình đầy ý nghĩa nhân văn, là một công tác xã hội. Mong cho những ai đủ duyên nhìn thấy được hoàn cảnh xung quanh và cái clip này mà phát tâm bồ đề, để khi thầy tổ chức những chương trình này thì quý vị cùng chúng con phát tâm để mà tạo nên một chương trình nhân văn đầy ý nghĩa này. Và nhân đây chúng con cũng gửi lòng cảm ơn tới tất cả những vị mạnh thường quân đã tin tưởng chúng con, giao phó cho chúng con số tiền để mà ủng hộ người khuyết tật. Chúng con cảm ơn rất là nhiều, tri ân quý vị rất là nhiều, và chúng con đã hoàn thành được sự tin tưởng của quý vị và chương trình đã hoàn mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng rất là nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A